Xin chào các bạn đến với channel của mình là Ken Mắc Sổ. Hôm nay mình sẽ đi chơi một tựa game tên là Farm Together. Ok, hôm nay mình đã chơi thử game này trước và cũng thấy nó cũng rất hay. Ok, để vào là cái thế giới của mình. Lúc nãy mình đã test thử trước để làm quen với game trước rồi. Game này nó cũng khá là nhẹ, không nặng mấy. Dài cho yêu cầu chủ yếu là RAM 8GB. Những kiểu những máy các bạn kiểu máy cũng thuộc dạng trung bình mà kiểu muốn chơi những tựa game giết thời gian để cho kiểu vui vẻ thì có thể tắt cái máy. Mô hình tối thiểu của nó là có 2GB, có RTX 10 và cái cá của nó là Win 7, có RAM 6GB, Graphics 9, GeForce 960 và RTX version 11. Và điểm đấy 64 bit. Bạn nào có game này mà có kiểu chơi với mình thì comment những game xuống bên dưới để mình kết bạn chơi cùng, như mình rủ lũ bạn của mình chứ chẳng thể chơi game này đâu vì nó bận lắm. 2/8 vẫn chơi được. Xanh vẫn chơi được. Mình nói lại giờ mình nhưng mà nói lại gần nữa là game này cũng khá là nhẹ, không bị mới, có tầm 300 MB thôi. Mạng nhà là bạn nào mo cho tải chưa đến 15 phút rồi. Chẳng có máy nào được nhờ. Ok, từ từ được vị trí thì mình cho cái quạt đuôi ra không nó ồn. Ô, được rồi. À, mình đã trở lại rồi. Đây. Đây. Các bạn chơi các bạn thấy từ cái tutorial bên dưới phần nhiệm vụ vậy là làm nhiệm vụ thì sẽ được tăng ít xét bên trên kia lên. Ok, tăng những cái nhiệm vụ bên trên lên để có thể mua được những cái đồ như là chẳng hạn. Ôi chưa sao được. Bên cạnh này là chắc là vườn nhà người ta. Buổi mưa này đồ họa cái này cũng khá là đẹp, vẫn táo đấy, rất đẹp. Các bạn vẫn táo, táo rơi xuống á. Đó, các bạn thích tựa game này thì có thể để lại cho mình một like hoặc comment trên dưới cái game, cái những game mà các bạn mình chơi thử và cho mình một phước giúp. Level 2 đây, trời đu.
lâu vậy? Lên đây mà hai anh lên còn còn mưa gà à? Ok, lâu nhá, 4 phút nữa vậy. Game này có thể mua trên Steam các bạn nhé. Còn nếu các bạn kiểu mà muốn chơi game mà kiểu muốn test game mà không có tiền để mua thì có thể lên Battle Studio để tải game về chơi. Cấp 2 mình có thể nuôi gà rồi. Xem nào. Gà đâu? Nuôi gà. Bảo ta phải cho mạch củ đậu mày ấy nhá. Đấy, rồi có đặt cho bạn. Nó nhăn dâu mà. Nó gì? Xóa đi. Đấy, đỡ đi. À, đây một gà. Cá cần không? Tiếp cá đi nhỉ. Thế này cơ mà. Ui dồi. Hiệu ứng hình ảnh nó cũng rõ ràng. Kiểu các bạn bước đất một phát sửa nó tự nhiên kẻ đất hơn. Kiểu cái bụi đất nó bay lên đó. Còn cả kiểu nhiều cây nữa. Game này chơi để kiểu giết thời gian với cả xả stress thì được. Xin lỗi nha, mình có hơi nói vậy một chút.
các bạn có thể thấy hiệu ứng lá cây rất đẹp. Chúng đợi đi lanh quanh khắp sạc sỏ để mình ra cắt đóng cái cửa ở đó nữa rồi. Ok, mình trở lại rồi đây. Đấy, các bạn có thể sử dụng góc nhìn, nhiều góc nhìn như ấn vào nút C để nhìn, nhìn từ 3 để nhìn, nhìn, nhìn từ 3. Nói chung là nó chỉ điều chỉnh độ cao thôi. Đấy, mình để nhẹ để mình thu vào chiều dây. Còn các bạn nào muốn kiểu chơi ấy thì mình để góc nhìn này cũng được, rất đẹp, chẳng sao cả. Rồi, mình bán được đồ rồi. À, mình được 25 kim cương, chẳng biết kim cương đẹp gì nữa. Mà thôi kệ, có còn thiếu, có thì không. Sắp hoa quả em ơi, mang sắp hoa quả em ơi. Cái sao vàng và kim cương mình đang hiện có
các bạn cái sao mà bán gì đấy mình chẳng quan tâm gì. Đất của mình. Rồi đá được con gà này, rồi đá được con gà, đá con gà. Đá ra. Đi ra mẹ, đi ra mẹ. Đi ra. Ok, bố mày về rồi. À đây thu hoạch được rồi. Mình đã có thể thu hoạch được cái một cây xanh là trái gì đó rồi, 100 bạc. Đâu rồi? Các bạn nhìn xuống bên dưới có thể thấy cái nhiệm vụ Quest Progress kia, đó là nhiệm vụ của các bạn. Mình đang trồng thu hoạch 80 cà rốt, mình đang trồng 10 cà rốt. Wow, gì vậy?
đây là mấy con nó đó. Nghe bã. Kiểu một tụ đều ra nhỏ đi vào. Sáu được chưa em em? Không mùa đông rồi. Ôi, tuyết này, vượt tuyết mà. Đâu sao, mùa đông có pháo. Có yêu bản thân mình không? Nếu có làm từ địch với anh nhá. Mình có thể tham khảo thêm và mình sẽ chơi được cái